Dạ vâng, xin chào quý anh chị và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Hoàng Yến, hiện đang là tư vấn bán hàng của đại lý ô tô Mitsubishi An Dân, có trụ sở tại số 1 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Hôm nay tôi rất vui khi được gửi tới quý anh chị bảng báo giá các dòng xe Mitsubishi hiện đang lắp ráp và nhập khẩu phân phối tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên là chiếc Pajero Sport. Pajero Sport sở hữu thiết kế ngôn ngữ Dynamic Seal hiện đại, mạnh mẽ và kinh tế, nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng với hệ thống giải trí cao cấp. Nhờ vào công nghệ cách âm tốt, yên tĩnh kết hợp với ghế da, những chuyến đi dã ngoại off-road với gia đình sẽ trở nên thoải mái hơn. Pajero Sport hiện có 6 phiên bản: 2 cầu máy xăng premium giá 1 tỷ 250 triệu, 2 cầu máy xăng tiêu chuẩn giá 1 tỷ 182 triệu, 1 cầu máy xăng premium giá 1 tỷ 160 triệu, 1 cầu máy xăng tiêu chuẩn giá 1 tỷ 062 triệu và 2 bản máy dầu: 1 cầu máy dầu số tự động giá 1 tỷ 062 triệu, 1 cầu máy dầu số sàn giá 980 triệu. Và trên đây là giá niêm yết của hãng Mitsubishi. Để biết thêm chính sách giá bán khuyến mại cũng như giảm giá tốt nhất trong tháng này và chính sách hỗ trợ trả góp lên tới 85% giá trị xe, lãi suất thấp chỉ khoảng 0.65% một tháng, quý anh chị có thể gọi theo số điện thoại trên màn hình hoặc có thể để lại comment ở bên dưới nhé. Và bên cạnh tôi đây là chiếc Mitsubishi Outlander được tiên phong áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới Dynamic Seal, mang lại ấn tượng vì sự mạnh mẽ, linh hoạt và khả năng bảo vệ toàn diện. Hiện Outlander có 3 phiên bản: 2.4 giá 1 tỷ 100 triệu, 2.0 Premium giá 942 triệu, 2.0 bản tiêu chuẩn giá 822 triệu. Trên đây là giá niêm yết của hãng Mitsubishi. Để biết thêm chính sách về khuyến mại giảm giá tốt nhất của đại lý trong tháng này, anh chị có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình hoặc có thể để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và đây, chiếc Mitsubishi Xpander hiện đang đứng đầu doanh số bán trong phân khúc tại thị trường Việt Nam, là mẫu xe được tạo ra nhằm tận dụng tối đa ưu điểm của những chiếc crossover gầm cao và khả năng chuyên chở đa dụng MPV truyền thống. Xpander trở thành đứa con lai mang gen vượt trội. Hiện nay Xpander có 2 phiên bản, số tự động 620 triệu và số sàn là 550 triệu. Nếu anh chị muốn đăng ký lái thử trải nghiệm hoặc muốn biết thêm chính sách giá bán cũng như hỗ trợ trả góp ưu đãi, anh chị có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình hoặc có thể comment ở bên dưới nhé. Tiếp theo đây là chiếc Triton phiên bản 2019, được cải tiến rất nhiều từ ngoại hình đến nội thất và đặc biệt là công nghệ Mivec êm ái và tiết kiệm. Triton 2019 có 2 phiên bản, 1 cầu giá 730 triệu và 2 cầu là 818 triệu. Trên đây là báo giá các dòng xe của hãng Mitsubishi hiện đang bán tại thị trường Việt Nam. Đến với Mitsubishi An Dân, quý anh chị sẽ nhận được giá tốt nhất toàn miền Bắc, chuyên nghiệp toàn phần, chăm sóc tận tình, thỏa sức lựa chọn với gói quà tặng có giá trị cao hoặc tiền mặt, hỗ trợ trả góp lên tới 85% giá trị xe, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp, chỉ 0.65% trên tháng, hỗ trợ giao xe tại nhà và rất nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Cảm ơn anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong clip tiếp theo nhé.